không lỗi. Cơ hội của Gavi cho đỏ rất được chuyển ra. Một đều dành cho Gavi chiều thọ. Bóng đá luôn là như vậy, tấn công nhiều mà không thể tạo ra lợi thế thì đội bóng còn lại sẽ lên tiếng đúng thời điểm. Đây là một bàn thắng đẹp, bàn thắng đủ sự thuyết phục để có thể khiến cho mạng lưới của ca đường vinh quang bị rung lên. Nó đến từ thủ môn Giang số 15 người đã xuất sắc với nhiều vị trí từ trên băng ghế quyết định trận đấu ngày nay. Thọ thắng từ những ghi bàn dành cho cầu thủ mang số 15 Thành. Chúng ta hãy xem lại ở pha bóng này, một cú long trọng cực kỳ hay của Thành để giúp cho mọi thứ trở về trạng thái cân bằng ở trận đấu giữa hai đội. Mà lưới đá của các đội vinh quang còn vài khó chịu, họ